Thưa quý vị, ở một địa bàn mới, một xã miền núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, với nhiệm vụ trưởng công an xã Hòa Bắc, Trung tá Lê Văn Tư đã cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và mặt trận tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Là một phó trưởng công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Trung tá Lê Văn Tư đã xung phong về nhận nhiệm vụ xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ở một địa bàn mới với nhiệm vụ trưởng công an xã, anh cùng tập thể cán bộ chiến sĩ tập trung nắm chắc địa bàn, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và mặt trận tổ chức thực hiện nhiều giải pháp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố và phát huy 5 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo tình hình an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ phòng chống COVID-19, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, thiên tai bão lũ. Đồng chí Tư rất là năng nổ, nhiệt tình, luôn luôn bám sát ở địa bàn, trên bãi thầu, lúc nào thì dân điện, dân cần, các đồng chí ngày đêm cũng bám trụ ở trên địa bàn này, rồi phân công lực lượng chiến sĩ của mình thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt cái tình hình. Giờ đó tình hình an ninh trật tự thì rất là bảo đảm, nhân dân thì thấy rất là vui mừng và hài lòng với trách nhiệm của đồng chí Tư. Song song với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch, thời gian qua công tác triển khai việc thu thập dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân là một trong những nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải hoàn thành đúng tiến độ mà Bộ Công an đề ra. Với địa bàn miền núi rộng lớn, dân cư thưa thớt, có nhiều hộ đồng bào người dân tộc sinh sống, thì việc hoàn thành giai đoạn đầu của chiến dịch 70 ngày đêm cấp căn cước công dân ở địa phương về đích đúng thời gian là sự nỗ lực không kể ngày đêm của Trung tá Lê Văn Tư cùng đồng đội. Công an xã cũng đang tham mưu tích cực. Bây giờ là rà soát lại hệ thống các cái biển báo và cảnh báo ở các khe suối để hạn chế và thông báo cho người dân, hạn chế về cái việc là đuối nước ở các khe suối người dân du lịch tự phát. Cái thứ hai là cùng với là các cái ngành chức năng là tuần tra và xử lý cương quyết các cái phương tiện mà hoạt động trái phép ở trên sông, cũng là một cái giải pháp để hạn chế cái đuối nước. Cái thứ ba là tham mưu cho ủy ban thì cùng với các lực lượng chức năng là kiểm tra về mặt lưu trú, các lực lượng là lưu trú nó không đúng quy định. Bám địa bàn, bám cơ sở, Trung tá Lê Văn Từ thường xuyên gặp gỡ già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào người Cơ Tu để làm tốt công tác dân vận, nắm tâm tư nguyện vọng của đồng bào, để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Trong những năm qua, Trung tá Tư đã làm tốt công tác hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp khiếu kiện, những mâu thuẫn, bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong đời sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Từ khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã đến nay, trưởng công an xã Hòa Bắc đã cùng đồng đội luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được, Trung tá Lê Văn Tư đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.